tên gì? Tên Nguyễn Ngọc Quý. Nguyễn Ngọc Quý sinh năm mấy? Sinh năm 2000. 2000 nhà đâu? Thới Sơn. Thới Sơn là thành phố Mỹ Tho mình hả? Dạ. Ai đâu? Không có gì phát đâu. Không có gì phát đâu. Ủa nhớ nhà tạm giữ mình ở trong kia xe không mà ta phải không? Chưa vô hả? Chưa vô. Không, không mà nhớ đây có ai có nè. Ủa nó còn mở rồi. Vũ. Vũ đi rồi khỏi sạc. Rồi, đây. Cái đơn ghi hai đơn đi con.